Nhà lá TV xin kính chào quý chị, cô chú, khách hàng. Thì hôm nay em xin gửi đến quý chị, cô chú căn nhà nằm ở quận 11 quý chị, cô chú. Và căn nhà trước màn hình em muốn chia sẻ đây quý chị. Nhà mình có diện tích chiều ngang là 5m2 nha, chiều sâu vô là 9m. Và nhà mình nằm ở ngay góc góc hẻm của mình là hẻm 5m. Có thể đi ô tô vào tận nhà được nha quý chị, cô chú. Đây là bên hông hẻm. Thì nhà mình có địa chỉ là 591-10-1 đường Bình Thới quý chị, cô chú. Ở đây là phường 10, quận 11 nha. Nhà mình là vị trí góc nha quý vị, cô chú, cho nên là mình được có cửa hông nè, có cửa sau nè quý vị. Hiện tại nhà mình á là diện tích ngang 5m2, dài 9m, với thiết kế xây dựng là một trệt một lầu nha quý vị. Nhà này nhà cũ thôi, và lầu ở bên trong là lầu sàn sàn giả quý vị. Sàn thì gác xà gồ, đổ bê tông giả thôi. Đó, nhà của mình có diện tích nói chung là cũng khá là ok quý vị, ngang 5m2, dài 9m, thì sử dụng được một trệt một lầu. Nằm ở con hẻm, nằm ở góc hẻm nha. Hẻm của mình là hẻm xe hơi nha quý vị, xe hơi vào tới tại tận nhà luôn. Em xin chia sẻ thêm nha quý vị, và nhà của mình là do là nhà diện tích góc, cho nên khi mà quý anh chị cô chú nào mà mua xây dựng mới á, thì sẽ bị giặt góc nha quý vị. Nhà này nếu mà mình xây dựng mới á, mình sẽ chừa bên hông là hụt vào là 1m. Mình còn diện tích xây dựng trên 4m chiều ngang nha quý vị. Đó, nói chung là nhà cũ rồi. Nhà này thì sử dụng là coi như là một cái nhà nát đi. Quý anh chị cô chú nào về ha, mình có thể là mình tăng trang mới hoặc là đập ra xây lại. Nhưng mà đập ra xây lại thì phải chừa bên hông vào 1m nha quý vị cô chú. Đó, tại vì nhà ngang 5m2, nhà của mình là nhà hẻm, cho nên khi mà xây dựng mới thì sẽ phải chừa lại bên hông vào ngoài trước, mình phải hụt vô một ít nha quý vị cô chú. Đó, sổ hồng là sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ, một trệt một lầu nha. Ở dưới tầng trệt của chúng ta sẽ có một phòng ngủ, và trên cái lầu sẽ có là hai phòng ngủ. Nhưng mà nói chung là nhà thì hiện tại không có ai ở nhà, có một mình một bác lớn tuổi ở nhà, cho nên là em không có tiện quay ở trên. Thì em đứng ở dưới đây em quay lên cho quý vị xem cái phần bếp và cái phần đi lên trên lầu thôi. Đó, đây cầu thang đi lên trên lầu. Quý chị nhìn thấy thì cũng biết là đây là sàn giả quý vị. Đó, ở trên lầu mình có hai phòng ngủ nha, ở dưới trệt thì sẽ có một phòng ngủ. Đây, bếp, sàn bếp, nhà vệ sinh. Nói chung là nhà này ở kỹ, rất là sạch sẽ quý chị cô chú. Nhà vệ sinh và nhà tắm thì được thiết kế ngăn ra nghiêng hai bên luôn nha quý vị. Rồi, em xin chia sẻ quý vị cô chú ơi. Em xin nhắc lại là nhà có diện tích ngang 5m2, dài 9m, thiết kế là một trệt một lầu. Nhà sổ hồng hoàn công đầy đủ, pháp lý hợp lệ nha. Mua bán sang tên ngay, và giá chủ nhà đang muốn chia sẻ là giá là 4,5 tỷ nha quý vị. 4,5 tỷ thì có thể là thương lượng mạnh cho quý chị cô chú nào muốn đi xem nha. Đó. Rồi, bây giờ em quay trở ra lại cái phòng khách phía ngoài. Quý chị cô chú nào mà có nhu cầu muốn xem căn nhà này á, thì liên hệ trực tiếp là số điện thoại 0909049383. Gặp em là Phú sẽ hỗ trợ cho quý chị cô chú đi xem căn nhà này nha. Đó. Cái em quay cái hẻm trước nhà cho quý vị cô chú xem nha. Hẻm bên hông là mình hẻm đi ô tô rồi đó. Hẻm trước nhà mình cũng khá là rộng nè quý vị. Đó. Rồi, ở đây là khu mình là khu quy hoạch là khu dân cư hiện hữu nha. Xung quanh của mình là xây dựng nhà cao tầng hết ạ. Rồi, thì clip của em đến đây cũng xin được phép kết thúc nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.